Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi tiếp tục đọc, chia sẻ, gửi tới quý vị một câu chuyện đầy bất ngờ và cảm xúc như thế này. 6 năm ở nước ngoài trở thành tỷ phú, chàng trai vẫn về quê để cưới một cô gái làm ruộng, khiến ai cũng chê nhạo. Và để rồi, chi tiết câu chuyện như thế nào, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày đó, khi bạn bè bước vào con đường đại học, thì Huy liều mình quyết định đi nước ngoài làm ăn, kiếm vốn về Việt Nam để làm ăn. Ai cũng nói Huy dại, rồi không biết tính toán. Thế nhưng sự thật thì sau 6 năm dài đăng đẳng, anh cũng đã thành đạt và phát triển vượt bậc. 33 tuổi, Huy đã trở thành một tỷ phú trẻ. Khi đó anh đã sở hữu trong tay chuỗi khách sạn nổi tiếng. Ai nhìn vào cũng phán đoán cho rằng anh được thừa hưởng gia sản từ bố mẹ của mình. Vậy nhưng sự thật thì không hoàn toàn ngược lại, và có được như ngày hôm nay đều dựa vào công sức bản thân của Huy. Ngày đó, khi bạn bè bước vào con đường đại học, thì Huy liều mình quyết định đi nước ngoài làm ăn, kiếm vốn mang về Việt Nam. Ai cũng nói Huy dại, rồi không biết tính toán. Thế nhưng sự thật thì sau 6 năm dài đăng đẳng, anh cũng đã thành đạt và phát triển rất là vượt bậc. Đàn ông mỗi khi có công việc ổn định thì tất nhiên sẽ tính đến chuyện vợ con. Với vẻ ngoài khôi ngô lại cộng với cái mác tỷ phú thì không thiếu gì gái xinh vây quanh Huy. Nhiều cô xin tự nguyện đến ngủ với anh một đêm, vậy nhưng Huy đều từ chối. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra. Bọn tao chỉ mong có gái để bu vào không được, mày thì toàn hot girl chân dài tán tỉnh mà lại không đổ. Hay là mày bị gay hả? Giàu mà bị gay thì nhọ thật. Bạn thân của Huy nói như vậy. Vớ vẩn, mày đã thấy gay nào như thế này chưa? Tao chuẩn men đấy nhé. Đúng là mấy cô gái vây quanh xinh thật, nhưng mà tao có người yêu rồi. Ái chà, mày giấu kỹ thật đấy. Cô ta là con của giám đốc, hay là con gái của chủ tịch bất động sản vậy hả? Hỏi xem cô ta có chị em gái không, làm mối cho bọn tao đi mày. Bạn gái tao chẳng phải con xếp tổng này nọ, cô ấy chỉ là một cô gái nhà quê, làm ruộng và chưa học hết lớp 1 mà thôi. Cái gì? Mày đừng đùa bọn tao như thế chứ, phẫn nộ lắm. Bọn mày không tin thì cứ chờ đi. Nghe Huy nói như vậy, nhưng lũ bạn của anh chẳng ai tin, vì họ vẫn cho rằng giàu có như Huy thì ngu gì mà đi yêu một người con gái nhà quê. Chẳng thế mà khi được mời đến sự đám cưới của Huy thì lũ bạn của anh lác mắt khi nghe Huy giới thiệu về Vi, cô vợ giản dị của anh. Nhìn qua lại đã biết Vi không hề xứng đôi với Huy, chứ đừng nói là làm đám cưới. Vợ của mày đây thật á? Gu thẩm mỹ của mày đúng là khác người thật đấy. Cô ta nhìn quê mùa như thế này ấy. Thế mày, mày cũng cưới được, hay là mày bị cô ta úp sọt hả? Là tao có phúc mới cưới được cô ấy đấy. Vợ tao tuy chưa học hết lớp 1, lại chỉ làm ruộng, vậy nhưng phải tu chính kiếp tao mới lấy được cô ấy. Mày có phóng đại không thế? Bọn gái quê thì vẫy cái có cả hàng, gái xinh nó mới hiếm chứ. Thế thì mày nhầm to rồi. Vợ tao tuy là gái quê, nhưng cô ấy phi thường lắm. Mày có biết rằng đàn ông thành công nhờ ai không? Ngoài nhờ năng lực bản thân ra thì còn nhờ vào một người phụ nữ. Với tao thì nhờ cô ấy 6 năm tao bươn trải bên nước ngoài, khổ cực trăm bề, nhưng cô ấy vẫn bên cạnh. Nói rồi Huy dơ ra cuốn sổ tiết kiệm đến hơn 2 tỷ đồng rồi cười hiền. Mày tin được không? Số tiền này là do cô ấy tiết kiệm cho tao đấy. Nếu không có cô ấy thì tao đã không được như ngày hôm nay rồi.
Huy vừa dứt lời thì tất thảy mọi người câm nín không nói một câu gì, đặc biệt là mấy cậu bạn của Huy cứng họng. Họ nhìn cô vợ của Huy với ánh mắt ngưỡng mộ, còn Huy thì ôm chầm lấy cô vợ của mình. Anh không thấy xấu hổ vì cưới cô gái quê mùa như em thật hả? Tất nhiên là không. Anh hạnh phúc vì có được em thì đúng. Thế mới nói, đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người, và tình yêu thì càng không thể. Vâng, thưa các bạn, một câu chuyện đầy cảm xúc mà người đàn ông này đã chia sẻ. Cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời bình luận. Tiếp theo, kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Trước khi qua đời, mẹ chồng đưa cho tôi 3 tỷ, nhưng tôi không có giữ được. Một năm nay, sức khỏe của mẹ chồng tôi rất yếu. Mỗi lần mẹ nhập viện, tôi phải xin nghỉ vài ngày để chăm sóc bà. Trong khi tôi bận chăm sóc mẹ chồng, hai con và công việc thì chồng tôi chẳng giúp được gì. Mỗi buổi chiều đi làm về, chồng tôi lại ghé qua cửa hàng vật liệu mà anh thuê người bán để kiểm tra giám sát, và tối muộn mới về nhà. Cửa hàng đó đã hoạt động 4 năm nay, lãi chẳng thấy đâu. Chỉ biết lương chồng kiếm được bao nhiêu là để dành đầu tư cho cửa hàng. Vì lương tôi cũng cao, đủ lo cho gia đình, nên tôi chẳng bao giờ hỏi đến chuyện lương hưởng của chồng. Chính vì tôi độc lập về kinh tế nên chồng luôn nể vợ. Tuần vừa rồi, mẹ chồng biết bản thân yếu không còn sống được nữa, nên đã đưa cho tôi một chùm chìa khóa, nói là trong tủ có 3 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Bà muốn cho em gái chồng tôi 1 tỷ, còn 2 tỷ tôi giữ lấy để lo cho các con, và tuyệt đối không nói ra số tiền đó cho chồng biết. Bà bảo chồng tôi bốc đồng, cứng nhắc, không có đầu óc kinh doanh. Nếu anh ấy biết được thừa hưởng số tài sản lớn thế, sẽ đổ hết vào đầu tư, rồi sẽ mất trắng hết. Sau đám tang của mẹ, tôi đã đưa 1 tỷ cho em gái chồng và nhắc nhở em ấy không được nói cho ai biết chuyện mẹ để lại một số tiết kiệm lớn cho các con. Thế nhưng, em chồng không giữ lời hứa, cho là tôi chỉ chia cho em ấy một phần nhỏ, còn khoản tiền lớn vợ chồng tôi đang nắm giữ nên đã chất vấn anh trai. Khi chồng tôi biết được sự thật, anh ấy đã mở tủ và tìm được sổ tiết kiệm mẹ chồng để lại. Anh ấy trách tôi dối trá, dám giấu chồng làm của riêng. Thật may, tôi đã ghi lại những lời trăn trối của mẹ chồng trước lúc mất để chứng minh tôi không phải là người tham của. Nghe xong đoạn ghi âm, em chồng hậm hực không nói gì nữa. Còn chồng tôi thì nói đó là tiền của bố mẹ anh ấy, tôi không có quyền. Sau đó, chồng giành lấy 2 cuốn sổ cất đi, nói là sẽ tiếp tục đầu tư vào cửa hàng vật liệu. Đó là tiền của bố mẹ chồng, thì chồng có quyền, nhưng tôi rất là lo với khả năng quản lý yếu kém của anh. Rồi số tiền đó cũng sẽ mất hết. Thà cứ gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng cũng đủ chi tiêu rồi. Theo mọi người, bây giờ tôi phải nói sao để chồng từ bỏ ý nghĩ đầu tư số tiền lớn đó vào cửa hàng đây? Vâng, thưa quý vị, hai câu chuyện đến đây là kết thúc. Cũng mong rằng quý vị lắng nghe, đưa ra những lời bình luận, chia sẻ. Tôi rất chân thành cảm ơn. Và đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.